Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Kính thưa anh chị em, đó là lời kinh tạ ơn Magnificat của Đức Mẹ mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Hôm nay, trong tâm tình thán hoa kính Đức Mẹ, chắc hẳn Đức Cha Phêrô muốn mượn lời ấy để cùng với giáo xứ và mọi người hiện diện mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì Chúa đã đoán nhìn phận hàng tôi tớ mà cho Đức Cha được trở nên người kế vị các thánh tông đồ, đã thực hiện nơi Đức Cha bao điều trọng đại, đã tuôn đổ phúc lộc đầy dư mà trao cho Đức Cha sứ vụ chăn dắt đoàn chiên tại giáo phận phát diệm. Trong tâm tình ngợi khen chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục, xin chia sẻ với cộng đoàn đôi tâm tình. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, không ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa sao được? Vì ơn gọi của Đức Cha được ươm mầm từ rất sớm trong một gia đình công giáo đạo đức, nội ngoại đều có người đi tu. Chị của ông cố là một nữ tu, còn anh của bà cố là một linh mục. Chính những tấm gương ấy đã gợi lên trong tâm hồn hai anh em ước muốn dâng mình cho Chúa. Người anh cả đang ngồi đây ngày xưa đã đi tu tiểu chúng viện, cũng có tìm hiểu chúng viện Long Xuyên. Và Đức Cha như chúng ta biết là ngày năm 1975 đã chuẩn bị để lên tiểu chúng viện Xuân Lộc, nhưng mà vì thời thế không thể. Tuy nhiên thánh ý Chúa quan phòng đã cho người anh cả nên thánh trong đời hôn nhân, và hôm nay có sự hiện diện của cả hai anh chị. Còn người em út thì làm linh mục, không tạ ơn Chúa sao được? Vì ông bà cố có hai người con thì cả hai đều thành đạt. Anh chị cả thành đạt với ba đứa con ngoan ngoãn, người em út là Đức Cha thành đạt trong đời tu trì dân hiến. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, không ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa sao được? Vì cuộc đời của bà cố đã trải qua biết bao sóng gió, đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua được. Vậy mà bà cố vẫn hết lòng cậy trông phó thác vào Chúa. Ông cố qua đời khi Đức Cha chỉ mới 9 tháng tuổi, còn chưa biết mặt bố. Người con lớn không biết đúng, bà cố hôm trước kể là lên 5, không biết là 4 hay 5 tuổi gì đấy. Bà cố kể lại khi bố mất, Đức Cha mới mấy tháng. Nhìn hai anh em đeo tang, nhất là Đức Cha khi ấy còn trong vòng tay mẹ, ai nấy đều xót thương, cảm cảnh cho phận mẹ quá con côi. Kể từ ấy, lúc mới 26 tuổi, một nách hai con nhỏ, bà cố hy sinh đời mình, bươn chải chèo chống lo cho các con. Cuộc đời của bà cố như lời cổ nhân dạy: nghĩa sinh thành, công dưỡng dục của cha mẹ bao la như trời như bể. Bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn, con được phần ngọt bùi, còn cha mẹ chịu phần cay đắng. Miễn con được sung sướng thanh nhàn, cha mẹ cực khổ trăm ngàn cũng cam. Con đi vắng, cha mẹ buồn lo, con đau ốm, cha mẹ sao xác buồn rầu. Dạy con từ thuở vỡ lòng, mở thông trí tuệ, đến dựng vợ gả chồng, tạo thế làm ăn. 58 năm qua, kể từ ngày ông cố qua đời, hy sinh cao thành núi, gánh nặng tựa Thái Sơn. Vậy mà lúc nào bà cố chỉ bám vào Chúa, cậy dựa vào Chúa. Đó không phải là bài học cho chúng ta hay sao? Bởi vì đằng sau ơn gọi của một hồng y giáo hoàng đi chăng nữa, hay giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, là hy sinh của cha của mẹ trong gia đình, hy sinh một cách âm thầm cho con cái mình. Hy sinh không luôn dễ, quên mình không luôn vui, trách nhiệm không luôn nhẹ. Tuy nhiên mọi sự có thể thành tựu được nhờ đấng tạo thành nên mọi tình yêu. Hãy năng nhìn lên Chúa là tình yêu của mọi tình yêu, để cảm tạ, để xin ơn soi sáng, để xin Chúa ban sức mạnh và nguồn an ủi. Đức Cha Bùi Tuần đã chia sẻ như thế về đời sống hôn nhân gia đình, và đằng sau đó là ơn gọi
ơn gọi của người con, những người con cái. Chính cha mẹ hy sinh đời mình để giáo dục con cái nên người Kitô hữu, nên người công dân tốt, và nên các ơn gọi linh mục, tu sĩ, giám mục nữa. Giờ trên thiên đàng chắc ông cố mỉm cười mãn nguyện, nơi trần thế bà cố thì hạnh phúc bình an. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh ban phúc trường sinh cho ông cố, và ban cho bà cố sống lâu, sống vui, hạnh phúc với con cháu. Vừa qua khi vừa được bổ nhiệm thì Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Hội đồng Giám mục Việt Nam, truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam có hỏi Đức Cha Tân Giám mục, và hỏi thế Đức Cha có lo không, có lo gì cho bà cố không? Thì Ngài trả lời: bà cố mới là người lo, lo cho Ngài. Không phải lo bây giờ đâu, mà lo từ lâu rồi, lo từ khi con còn nhỏ cho tới bây giờ vẫn còn lo, và lo cho tới chết. Đó là cha mẹ chúng ta như thế. Cha mẹ chúng ta, cha mẹ lo cho con cái. Nếu thấy con cái hạnh phúc thì cha mẹ vui, nếu thấy con cái khổ thì cha mẹ buồn. Và nhất là thấy con cái lợt lạc, không giữ đạo nghĩa đức tin thì cha mẹ khổ tâm biết bao nhiêu. Đó là chính là lý do tại sao mà có rất nhiều người bậc làm cha làm mẹ đến với các giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ xin cầu nguyện cho con của con, bởi vì sợ con mất linh hồn. Nỗi lo của người cha người mẹ rất thật, ngay trong gia đình mình. Thưa anh chị em, và bây giờ Đức Cha được bổ nhiệm tận phát diện, đường xá xa xôi, đi lại khó khăn. Và Đức Cha còn chia sẻ: bây giờ dù U60 nhưng mà về nhà vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Nhà có ba người lại ở ba nơi khác nhau, con Bắc mẹ Nam. Gia đình người anh cả, anh chị cả thì ở bên Mỹ. Giờ đây khi tuổi già cần có con cháu bên cạnh thì bà cố chỉ thui thủi một mình. Nhưng mà vậy mà khi hỏi bà cố nhân dịp vừa qua đi cùng với bà cố đi ra ngoài phát diệp, có khi lẻo đẻo theo bà cố hỏi thăm, thì hỏi bà cố nói không sao, con bây giờ chỉ chắp tay cầu xin Chúa cho con cho cháu thôi. Bám vào Chúa, cậy dựa vào Chúa. Đúng như lời thơ: khi xưa con còn bé, cha mẹ chỉ cần với tay nhẹ nhẹ để có thể che con bằng những tấm mền để chống lại làn gió lạnh ban đêm. Bây giờ con đã cao lớn, cha mẹ không thể với tới con, thì cha mẹ chắp đôi tay che phủ con bằng trăm ngàn lời cầu nguyện. Đúng lắm, tình cha nghĩ mẹ không bao giờ. Cha mẹ có nghĩ gì đến mình đâu, cha mẹ chỉ nghĩ đến con. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của cha mẹ, niềm vui của con là niềm vui của cha mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Có lẽ Đức Cha muốn mượn lời của Đức Mẹ mà dâng lời tạ ơn Chúa. Nhưng đó cũng là lời van nài tha thiết để xin Chúa giữ gìn bà cố trong vòng tay yêu thương của người, nhất là lúc tuổi già, khi bệnh tật, khi con cái ở xa. Con ở xa chỉ biết trông cậy Chúa cho mẹ con được vui sống bình an. Lời con tha thiết nài vang, mong mẹ hạnh phúc đầy tràn ơn thiên. Thưa anh chị em, tấm gương của bà cố cũng như của biết bao nhiêu người cha người mẹ trong gia đình giúp cho chúng ta hiểu điều này, là đạo làm con đối với cha mẹ là đạo cả đời. Nghĩa sinh thành, công dưỡng dục của mẹ cha bao la như trời như bể. Ân sâu nghĩa nặng, biết lấy gì đền đáp, thâm ân nuôi dưỡng biết trả mấy cho vừa. Mọi ngày trong năm, mọi ngày trong suốt cuộc đời đều là ngày người con có thể đền đáp công ơn sâu dày của cha mẹ. Nói theo kiểu Phật giáo thì mỗi ngày phải là ngày Vu Lan báo hiếu, mỗi ngày phải là ngày nhớ đến công lao vô bờ của cha mẹ mà cố gắng sống tốt, mà cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Đó mới là điều Chúa dạy, đó là điều mà chúng ta được mời gọi để trả hiếu cho cha mẹ
Có khi giờ muốn dâng cha mẹ chén trà, nấu dâng cha mẹ bữa cơm ngon cũng là ước vọng xa xôi, nuối tiếc cả đời. Thú thật với anh chị em, cha mẹ tôi mất hết. Mẹ mới mất cách đây một năm mấy, bố mất 30 mấy năm trong vòng tay mình. Và thú thật với anh chị em, có những lúc ngồi lẩn thẩn và nói ước gì phải bố sống một ngày thôi cũng được, mấy tiếng cũng được, không bỏ, không rời bố đi chút nào, bố muốn gì sẽ chịu. Cho anh chị em, đó chỉ là ước nguyện. Ước nguyện. Rất nhiều người trong anh chị em cũng có tâm tình như thế. Khi cha mẹ qua đời rồi, ngó lên nhang tắt đèn mờ, muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu. Đối với chúng ta là những người con cái Chúa, mỗi ngày chúng ta đều có thể nhớ tới công ơn cha mẹ được, bằng lời cầu nguyện, bằng lễ dâng, bằng việc sống tốt lành thánh thiện. Thưa anh chị em, tấm gương của bà cố còn giúp chúng ta về bài học cậy trông phó thác vào Chúa, về sự hy sinh tần tảo lo cho gia đình. Có biết bao bà mẹ Công giáo vẫn hy sinh tảo tần như thế. Và chính như thế ơn gọi mới có. Những người con đi tu là từ trong gia đình. Trong gia đình cha mẹ gương mẫu đạo đức thì sẽ có con cái đi tu. Hiệp lời với bà cố, với họ hàng, với giáo xứ mà dâng lời tạ ơn Chúa đã giúp chúng ta khám phá sự quan phòng diệu kỳ của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời mình. Ngay cả lúc này đây, khi chúng ta cùng ngồi với nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Phêrô Tân Giám Mục phát diệm, cũng là một ân phúc Chúa ban, là dịp chúng ta được mời gọi nhìn lại biết bao nhiêu ân huệ Chúa ban trong cuộc đời mình mà tạ ơn Chúa không ngừng. Không phải chỉ có Đức Cha dâng lễ tạ ơn, mà mỗi người trong chúng ta phải dâng lễ tạ ơn không ngừng. Bởi vì biết bao nhiêu ân lành Chúa đã ban cho chúng ta, và Chúa đã đoán nhìn phần hàng tôi tớ của chúng ta, đã ban điều muôn phúc lộc đầy dư cho gia đình, cho chính chúng ta, và chúng ta phải tạ ơn Chúa. Chúng ta cũng hiệp lời cầu nguyện nhiều cho Đức Cha, để Đức Cha thi hành sứ vụ Chúa trao phó một cách tốt đẹp, sống đời một tử tốt lành, thánh thiện, hết lòng yêu thương đoàn chiên. Chúc mừng bà cố và gia đình, chúc mừng Đức Cha và giáo xứ, chúc mừng. Xin cho chúng ta cầu nguyện cho Đức Cha để trở nên một tử tốt lành trong giáo hội. Ngày mừng lễ dâng lời kính chúc ơn bình an, phúc lộc chan hòa, cuộc đời giám mục nở hoa, bà cố vui khỏe, cả nhà đều vui. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay cuối lễ, chúng ta sẽ lãnh nhận phép lành của Đức Tân Giám Mục, và xin phép lành ấy ở mãi với chúng ta, để nhắc nhớ chúng ta về cuộc đời người Kitô hữu, cảm nhận có Chúa ở với mình, bình an với Chúa, và chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui của người có Chúa bằng đời sống tốt lành, thánh thiện. Được như thế thì tốt biết bao nhiêu. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.